Quý vị, kính thưa quý vị, đây là The Home Depot, là thương hiệu rất nổi tiếng ở Mỹ, chuyên bán đồ vật liệu xây dựng. Và bán hiện tại thì để phía ngoài là cái những máy cắt cỏ hiệu John Deere, giá của nó là 3.679 đồng. Thì giá cao hơn 3.999 đồng. Giá cao hơn là giá 2.800. Loại này 3.100. Nhiều loại khác nhau quý vị. Loại này tới 4.200, loại này mắc nữa nè. Này tới 60 inch rồi. 60 inch rồi. Tham cách không thấy giá. Rồi này hiểu gì đây không? Rồi này cũng giá cao. Rồi này 2.400, 2.500. Rồi này 20% off. Cũng giá gần 7. Rồi này thì gần 9. Sai gỗ. Ở bên kia là những cái xe kia cút kích cho mình đẩy đồ ra vườn mình làm đó. Rồi cái máy gì đó nó sai, đúng là nó sai. Mốt bản giá đâu đấy. Ngày 2008 2009 là hiệu của nó là này là 1.200. Tham khách này là 1.900 chứ, cái này 1.900, giá gốc của nó là 2.000 2.100. Này rồi này của năm rồi đó quý vị, rồi giờ mùa này họ đem ra bán trước. Rồi quý vị nhìn thấy một cái những cái cây mà mùa của năm rồi nó chết rồi, giờ họ đem ra bán cho mùa hè đó. Mình thấy cái parking lot của Home Depot rất là lớn nha quý vị. Nó đậu được tới 700 chiếc xe rồi. Thấy không? Giờ chúng ta hiệu này là hiệu Troy View. Total wrong.